Thời gian vừa qua, câu chuyện tình đẹp như cổ tích của chàng công chân Tô Đình Khánh và bà xã Trần Thị Thương đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mang thân hình không lành lặn, thế nhưng chàng trai không chân đông đầy tình yêu thương. Mỗi lần xuất hiện, cả hai đều truyền năng lượng tích cực bằng những nụ cười tươi rói, khiến ai cũng thấy vui. Mới đây, Tô Đình Khánh đã đăng tải khoảnh khắc tặng vợ món quà nhân ngày 8 tháng 3 sắp tới, kèm dòng trạng thái, món quà ý nghĩa ngày 8 tháng 3 dành cho vợ. Có thể thấy, dù chưa tới ngày quốc tế phụ nữ, nhưng chàng không chân Tô Đình Khánh đã tạo bất ngờ cho bà xã. Trước khi trao đến tay vợ, anh còn vui vẻ hỏi bằng một câu đố em trong tất cả loại hoa, anh thích hoa nào nhất? Đáp lại, bà xã đoán hoa tiền, nhưng câu trả lời của Khánh là hoa hậu trong lòng anh. Khiến cho Thương không ngừng bật cười trong hạnh phúc, hoa hậu của anh là em chứ gì? Khi được nhận quà, Thương vô cùng vui vẻ và phấn khởi, đặc biệt sau khi nghe những lời tâm tình của chồng và biết được ý nghĩa sao anh lại tặng mình món quà này. Cô càng cảm động. Được tặng quà, chị Thương vui như một đứa trẻ, thậm chí còn cười tít mắt hạnh phúc nói: "Nhưng mà em nghĩ là nếu mà anh yêu thương em thì ngày nào cũng là ngày đặc biệt, ngày nào tặng em cũng được, lâu lâu tạo bất ngờ. Đối với cô nàng không quan trọng giá trị vật chất bên trong món quà là gì, miễn là quà của chồng là hạnh phúc." Ngay sau khi được đăng tải, bài viết nhận được đông đảo lượng tương tác từ những người theo dõi vợ chồng chàng trai không chân Tô Đình Khánh. Hầu hết bày tỏ sự ngưỡng mộ tình yêu này. Ngoài ra, nhiều người cũng gửi lời chúc phúc như động viên đôi vợ chồng trẻ. Nếu là người theo dõi hành trình yêu của Khánh và Thương, sẽ thấy cô gái này mạnh mẽ, đồng hành cùng anh chàng trong mọi công việc sinh hoạt hàng ngày. Thật sự dù chỉ là món quà nhỏ, nhưng nó mang ý nghĩa rất lớn đối với cặp đôi. Trong cuộc sống, Tô Đình Khánh liên tục đăng tải khoảnh khắc chăm sóc vợ vô cùng kỹ lưỡng chu đáo. Điều đó cũng giúp tâm lý bà xã thoải mái, ngày càng rạng rỡ và tươi trẻ như hiện tại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.